Bio xin giới thiệu đến tất cả bà con, cô bác, anh chị tổng hợp các giống cỏ chăn nuôi được bán ra thị trường tại giống Tiến Đạt. Đầu tiên phải kể là giống cỏ Mobaskine. Đây là một loại giống cỏ bụi, cỏ xạ rất là tốt nha bạn. Tiếp theo là một loại giống cỏ ngập nước có tên là Urban Bubblegum. Thường giống cỏ được trồng dưới đất ruộng lúa, đất ẩm ướt thường xuyên nha bạn. Và tiếp theo nữa là một loại giống cỏ chịu lạnh, chịu rét, đó chính là giống cỏ Moto 2. Đây là bao bì chính hãng của Thái Lan nhập khẩu các bạn. Đây là một loại giống cỏ chuyên sử dụng để nuôi bò sữa, bò thịt, bò có béo. Đây là một loại giống cỏ cực kỳ tốt tại phía Bắc nên trồng nha bạn. Và tiếp theo là một loại giống cỏ hòa đậu. Đây là một loại giống cỏ Urban Stilo. Đây là một loại giống cỏ chứa rất nhiều chất đạm và protein. Tiếp theo đến là một loại giống cỏ ngô của Mỹ, giống cỏ ngô Super Bebber. Hạt của giống cỏ này có màu đỏ. Giống cỏ nông mềm, giống cỏ sử dụng để nuôi bò, nuôi trâu, nuôi cá nha bạn. Và tiếp đến là một loại giống cỏ chăn thả, giống cỏ có tên là Rusi. Giống cỏ vừa chăn thả vừa sử dụng để cắt cho gia súc ăn nha bạn. Và bên cạnh đó là bên mình sẽ cung cấp 32 loại lá. Đây là lá keo dầu và tiếp tục là lá xoa đũa. Đây là tổng hợp về các loại giống cỏ được bán tại công ty Tiến Đạt. Các bạn nếu có nhu cầu mua các loại giống cỏ có trong bio, các bạn liên hệ qua giống Tiến Đạt để được tư vấn nha bạn.